Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với Grand Theft Channel. Và hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau trở lại với một cái tựa game khá là quen thuộc ha. Đây là thành phố rồng ha mọi người. Và cái thành viên này đó có cái tên nó chính là Mons Mặt Trăng ha. Đây rồi, và cái nhân vật này của mình đó thì hiện tại đang level 70 nha. Và các anh em nào mà muốn sở hữu được thành viên này thì các bạn hãy có cuộc đua Heroic rồi. Anh em cần chịu khó gọi là gạt cú một chút xíu ha. Ở đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn cách để có thể sở hữu được thành viên này luôn. Đầu tiên đó là sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng khoảng 10 ngày và 20 giờ ha. Đây lab 1 thì nên chúng ta sẽ đi cho bò ăn nha mọi người, để xem trong cái tập này thì mình sẽ lên được làm tới lab bao nhiêu nha. Rồi ở đây thì nên chúng ta còn phải đi kiếm những cái bé rồng nào đó để cho nó ăn ha mọi người. Đây rồi, cái nhân vật này thì chắc có lẽ là cho bé này đi ha. 1, 2, 3, 4, ok, tầm khoảng 4 con bò là xong nhiệm vụ rồi đó, cái nhiệm vụ đầu tiên luôn. Tiếp theo sẽ là thu hoạch vàng nha. Những cái nút đỏ đỏ này sẽ được nhận khi mà các bạn đi thu hoạch những cái viên vàng này nha. Tiếp theo sẽ là thu hoạch thức ăn nha mọi người. 1, 2, 3, ok ha. Rồi và bây giờ đây chúng ta mình chấp nhận tốn một viên game đi các bạn ơi, lướt qua cho nó nhẹ nè. Và tiếp theo vẫn là nhiệm vụ cho bò ăn ha. Ở đây thì giai đoạn đầu chúng ta sẽ tốn khá là ít, cho nên đó là mình cũng không có ngại cái việc gọi là tốn ít vàng đâu ha. Đó, một viên game nữa luôn. Ui cha, tính ra hình như hiện tại mình đang có tầm khoảng mấy chục viên thôi các bạn ơi, xài phải tiết kiệm chút xíu ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến hôm nay mình muốn review cho các bạn xem về cái nhân vật này luôn, để xem coi các bạn thấy nó đủ cái độ đẹp mà anh em chúng ta là cày cuốc để lấy nó về hay không nha. Và đây sẽ là sức mạnh vô cùng phá đạo. Ui cha, chỉ với một skill thôi là anh em chúng ta đã hạ được thành viên tem bạn rồi, victory ha. Tiếp theo thì phải chờ tới 14 phút mà mình thì chán cái việc chờ lắm cơ. Tốn ít tiền để vượt qua được cho nó nhanh nè. Ok, let's go. Wow, và đây là nhân vật Danny ha. Ê, thôi ôi, gọi là lót chậm quá, mình định không cho tem bạn xuất hiện lên TV nhưng mà lẹ quá, bạn ấy vẫn ra kịp ha. 20 viên game các bạn ơi. Wow, sau một khoảng thời gian sau gọi là giai đoạn đầu, anh em chúng ta nhận được một cái món quà cũng khá là hấp dẫn ha. Và tiếp theo thì sẽ là cái nhiệm vụ, vẫn là cái nhiệm vụ bò nha mọi người. Để mình cho rồng ăn ha. 1, 2, 3, tốc độ nào. 4, 5, 6, 7, 8, ok, mình thấy được là 8 con bò xuất hiện rồi đó. Hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo thì mình sẽ vẫn đến với cái chỗ này ha. Thu hoạch tiếp tục là vàng và để mình kiểm tra là bao nhiêu thức ăn nha mọi người. Cái thức ăn này nó quan trọng lắm nha. 6 cái thì nên chúng ta thu hoạch tầm khoảng 5 cái thôi ha. Tiết kiệm để cho cái sự kiện, gọi là cái nhiệm vụ phía sau. Rồi, ở đây thì nên chúng ta sẽ vào khu vực list để có thể chiến đấu nè. Ok, tới luôn em ơi. Đây, trận này thì mình sẽ mang thêm hai thành viên, một đó chính là khủng long và hai đó chính là phù thủy áo đen nha mọi người. Wow. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ quấn một hiệp thôi nha các bạn. Các bạn đừng có ham hố mà quấn nhiều quá nha. Vì cái sự kiện này nên chúng ta càng về sau thì mình sẽ chiến đấu nhiều trận hơn. Rồi, lượng sát thương của mình đang được tăng gấp đôi. Nhân vật khủng long của mình thì đã lấy đi được khoảng hơn nửa cây máu của tem bạn rồi nè. Wow, và bây giờ mình sẽ đến với chiêu thuần chủng nha mọi người. Đây là cái chiêu số 4 của cái thành viên này luôn. Giới thiệu với các bạn luôn, em này có 4 chiêu nha. Đầu tiên sẽ là cái dòng số 8, chiêu hệ nước, đinh ốc và một cái chiêu gọi là hệ thuần chủng của rồng nha. Bây giờ thì mình sẽ cho phù thủy áo đen ra để chiến nha các bạn. Thì chiêu này sẽ là chiêu chiến tranh, Ultra Hit Hand. Wow, và bây giờ nhân vật tên bạn sẽ là thành viên Fernando. Anh em mình sẽ nhờ đến cái tuyệt chiêu chiến tranh tiếp tục nha. Wow, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm vào cái nút subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để tham gia ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và có thể vào chơi với mình cho vui nha. Lịch ra video của mình vẫn như thường lệ nha mọi người, 11 giờ trưa và 11 giờ 30 phút buổi trưa luôn. Còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ xài đến tuyệt chiêu đinh ốc hang, hạ gục được thành viên Big khi đến từ tên bạn. Các bạn thấy cái thành viên Heroic này của mình nó khỏe không nè. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau ra trả nhiệm vụ tiếp nha. Wow, thu hoạch tới 7 cái búp lượng các bạn ơi, để mình đếm có đủ nổi không. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, mình được tầm khoảng 5 cái búp thôi. Anh em chúng ta thiếu tầm khoảng 2.
một cái chỗ này thì ok diễn luôn hen. Wow, anh bạn này hiện tại đang rất là hot các bạn ơi, đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu mến luôn, cho nên mình quyết định mình sẽ cho con này để chiến đấu nhiều hơn một chút xíu nha. Đó, khi đạt level 70 và 5 ngôi sao và lấp lánh à, thì các bạn sẽ thấy được cái lượng máu của mình tầm khoảng đó là 260 mấy ngàn ha. Đây, để cho các bạn xem lại nè. Wow, 267.295. Ui chà, một cái lượng máu cũng khá hen. Wow, và bây giờ sẽ là tuyệt chiêu trước đi. Đó, victory, thêm một chiến thắng nữa rồi. Và anh em mình sẽ tốn tầm khoảng 5 viên game ha các bạn, chứ mình gọi là không có sự chờ đợi cho lắm hen. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ, đó chính là thu hoạch đi. À, chúng ta sẽ phải thả mấy con rồng ăn yêu nhau nè, cho nó ra cái vùng này, là nay chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Ở đây thì mình sẽ đá đít bớt đi, đá đít bớt hai em đi. Đó, bạn bớt đi các bạn ơi, chứ mấy cái con này thì mình có nhiều mà. Rồi, một cái cành cây ha các bạn. Và tiếp theo sẽ đến với cái cành tiếp theo, hay là mình để dành ta, để mình nghiên cứu coi nè. À, đây sẽ là cho bọ ăn. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ cho ăn tầm khoảng 10 ha. Đây, để mình nghiên cứu kỹ lưỡng coi là chúng ta sẽ sử dụng cái con đường nào mà mình đỡ tốn tiền và mình có thể leo lên nhanh nhất ha. Đây rồi, ui chà 8 à, và ở đây chúng ta sẽ được tầm khoảng 2 ha. Rồi, mình xài thử luôn cái bit pin này xem nó hỗ trợ mình được cái gì nha mọi người. Wow, cho được cái gì đây, ui chà nó cho mình được 1 à. Ôi cha, nó cho mình một con bọ mới ghê, thiệt tình nó cho cái này cho mình đỡ hen. Rồi, anh em chúng ta tốn tầm khoảng 50 game lên tới lớp 3 luôn nha mọi người. Đây, đây là cái cách mà mình làm nhiệm vụ luôn. Wow, tiếp theo thì ca này mới đúng gắt nè. Anh em mình sẽ phải chuyển qua cái chế độ đó là thu hoạch nhẹ. Thu hoạch nhẹ đó là các bạn sẽ đổi qua đây. Anh em chúng ta mua cái mà rẻ nhất nha, tầm khoảng 30 giây đó mọi người. Đó, còn cái này thì anh em mình thu hoạch vàng nè, đơn giản rồi ha. Đây, để mình làm hết cái nhiệm vụ thu hoạch vàng luôn nha. Wow, để xem coi nè, đủ rồi, bây giờ chỉ còn lại thức ăn thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển qua cái chế độ đó chính là đi mua thức ăn, nhưng mà mình sẽ mua cái mức gọi là thấp nhất nha mọi người. Đây, cái cách này là sẽ giúp anh em chúng ta đó sở hữu nhanh nhất. Rồi, này thì các bạn tốn thời gian gọi là cày cuốc một chút xíu, nhưng mà đổi ngược lại là nên chúng ta sẽ vượt qua lab rất là nhanh. Đó, cái nào nó cũng có cái giá của nó hết trơn ấy. Còn cái kia thì anh em chúng ta sẽ mua, chỉ cần bấm một cái là nó ra, nhưng mà đổi ngược lại này chúng ta tốn khoảng 9 tiếng ấy, 9 tiếng đồng hồ thì mới được. Rồi, ở đây thì mình cũng cố gắng lắm luôn ha. Vẫn chọn cái rẻ nhất đi. Rồi, còn lại tầm khoảng 6 cái thì anh em mình sẽ đây bỏ cái này luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mình thì hôm nay thông báo với các bạn một cái tin khá là vui. Khu vực Arena, anh em chúng ta sẽ đã lên được cái con số gọi là gì ta? Cái này là 11.002 ha. Gọi là đạt được cái con số khá là cao trong đây rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến với khu vực này một chút xíu nha. Wow, tiền chiêu quánh sông chạy cụ có thành viên Rồng Vượt Thời Gian. Mình nhớ là sau khi mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì bạn ấy có một cái tên đó là Rồng Vượt Thời Gian các bạn ạ. Wow, căng nhảy tiền chiêu quánh sông chạy của bạn này chắc có lẽ là không áp dụng được rồi, vì nó chỉ xài được có một lần thôi các bạn ơi, và sau đó nó phải chờ khoảng 2 lượt đánh nữa thì nó mới hồi trở lại. Còn ở đây mình không cho cơ hội để bạn ấy có thể trở lại luôn. Và đây sẽ là sức mạnh của Yu Kingdom. Anh em mình làm được điều gì đây? Tiệt chiêu World Fist Stamp. Rồi, quá tuyệt vời ha. Victory. Ôi cha, một hiệp luôn. Rồi, anh em mình sẽ chạy ra ngoài để làm nhiệm vụ nha mọi người. Chúng ta sẽ thu hoạch đó. Các bạn thấy một chiếc búp đã hiện lên 2 chiếc, 3 chiếc. Ôi cha, ngon lành như vậy. Ôi cha. Đây, mình sẽ nhảy vào đây mình coi. Ồ, đã được 4 trên 8 rồi các bạn ơi. Chúng ta còn khoảng 4 cái búp nữa là mình sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ thì tiếp tục vào khu vực này gẹo nhẹ một cái nữa. Khu vực này thì nó sẽ có những cái con dragon rất là mạnh, cho nên mình phải mang cái đội hình khá là cứng luôn.
Và mọi người thích mình review về bé Dragon nào thì quý vị comment trực tiếp vào bên dưới video luôn ha. Để mình sẽ làm thêm những cái bé gọi là các bạn yêu mến. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật là King Kong ha. Đây, lượng sát thương của chú ấy thì khá là cao rồi sau khi mà lên level 70 và 5 ngôi sao và gặp lấp lánh luôn. Wow, một cái bé rồng vàng. Bé này thì cũng được 3 sao nữa nè. Thì chiêu lá ha. Đây sẽ là bé Ngu Ma Vương. Con trâu này thì mình lấy nó được từ rất là lâu rồi các bạn. Từ cái hồi mà cuộc đua Heroic mà nhận được hai con Heroic một lần trong một cuộc đua ấy. Còn bây giờ thì nó chỉ cho nhận có một con thôi. Wow, và bây giờ sẽ là sức mạnh của nhân vật King Kong của mình nè. Đây, King Kong và con trâu, hai con này là lấy cùng lúc đó nha mọi người, cùng một lượt luôn ấy. Rồi, cùng một lượt Heroic. Bây giờ thì anh em mình sẽ ngó nhẹ cho này cái ha. 70, ui cha. Ui, level 70 các bạn nha. Rồi, anh em mình thử sức mạnh phát nữa luôn nè. Wow, lão già râu dài. Rồi, ở đây thì mình sẽ xài thử cái chiêu Face xem. Ôi chà, căng thế nhỉ. Ca này thì để mình cho cái bé trâu đi ha. Bé trâu Ngu Ma Vương. Wow, hạ được thành viên đang bạn rồi. Và đây sẽ là nhân vật bé Ben 5 sao. Ôi chà, cộng thêm 60% đam các bạn ơi. Lên tới 115.000. Wow, lượng đam cũng khá là to luôn đấy. Rồi, tiếp tục. Và bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ cho mình một đăng ký kênh nha. Và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video vô cùng hấp dẫn đến từ kênh của mình luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật đó chính là Vua King Kong. Đây. Wow. Đó, ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh luôn hen. Victory. Ui cho mình được 50 điểm luôn nè mọi người. Có lý dễ sợ chưa? Và anh em mình sẽ chạy ra ngoài và thu hoạch tiếp nha. Lần này để coi được cái... Ui, cho một cái búp nữa kìa. Hai cái luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời. Vậy là anh em mình vẫn gần qua được cái chỗ này nữa rồi. Hiện tại mình đang lắp 3 và vị trí của mình đang là vị trí đầu tiên nha. Trong 8 nước và cái nước Việt Nam đang đứng ở vị trí đầu tiên. Tèm quá hàng tài channel hen. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta... các bạn nhớ nha. Đừng quên làm cái nhiệm vụ của tèm luôn nha. Ở đây thì được tầm khoảng 6 mấy anh em mình lại level 5 nữa rồi. Mình cố gắng mình lên level 6 nhưng mà làm như là anh em mà không có nỗ lực, không có hỗ trợ cho lắm ha. Đó, thành viên cao nhất lên tới 11 điểm và thành viên thấp nhất của chúng ta có 1.000 điểm thôi. Mấy bạn này làm biến quá là mình sẽ đá đít ra khỏi tem nó nghe. Đó, tiễn thành viên mới về luôn. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ thu hoạch nhẹ cái coi. Ui, chặt ra hai cái búp nữa rồi. Rồi, ngon lành. Đây, qua màn anh em ơi. Ôi, hai trận trong khu vực list các bạn nha. Và đây, có chỗ để dụng võ rồi nè. Đây, võ công cao cường mà không có chỗ, không có đất dụng võ là không được rồi. Ui chà, và ở đây mình xin gọi là khoe tiếp nha. Thành viên thuộc dòng Heroic các bạn nha. Hay rồi. Nhân vật mới là mình sẽ ưu tiên cho nó ra nhiều một chút xíu nha. Wow, cho thành viên ra cho nó ngầu nè. Và tuyệt chiêu lần này mình xài tuyệt chiêu nước đi hen. Đó, và bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ cuộc đua Heroic thì các bạn có thể truy cập vào trang web hntchannel.com nha. Link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video luôn. Đó là trang web chính thức của mình luôn. Ở đó mình có chia sẻ với các bạn cách để làm nhiệm vụ của những cái tựa game này luôn ha, ở trong một bài viết nha mọi người. Rồi, còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với thôi mình cho con này nó làm màu bữa luôn đi hen. Đó, quá tuyệt vời, còn phải win 2 trận trong đây nha các bạn. Rồi, anh em mình sẽ thay đổi ra gọi một chút xíu. Ui chà, nhận thêm được 6 viên game nữa rồi nè. Màn này thì chắc có lẽ là Ngô Ma Vương. Cho hai con Ngô Ma Vương ra cho nó ngầu hen. Trời ơi, cái gì đâu, hai con trâu các bạn ơi. Wow, ủa, hoàn thành nhiệm vụ chưa vậy anh em? Còn một hiệp nữa, còn một hiệp nữa các bạn ơi. Đâu rồi? Ok, chiến luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật cái chế độ sinh tồn lên nào. Đây. Thôi mà mang con này ra quýnh, ai quýnh cho lợi chứ thử. Đây, cho bé này được rồi. Đó, đây là con Legend Daisy thuộc dòng Mythicat. Và bé này là Titan các bạn à. Mạnh nhất trong những cái con gọi là thuộc dòng Legend luôn. Đây, mạnh đó là chúng ta so về lượng sức mạnh cũng như là cái độ hiếm của cái bé đó nha.
Ui cha cha. Hiện tại thì tầm khoảng 15 phút rồi và anh em chúng ta đang ở đó chính là lap 3 nha các bạn. Anh em nào mà theo dõi mình thì biết cách mình làm nhiệm vụ rồi nha. Đây, xong nhiệm vụ chúng ta sẽ cùng nhau. Ui cha, tới cái chỗ này rồi lẹ thế nhỉ. Rồi anh em mình sẽ cho các thành viên này ra làm mưa làm gió nữa luôn nha. Đây rồi. Wow, hạ gục một cách gọi là tốc độ. Ôi chà, tốn 3 viên game các bạn ơi. Mấy cái vụ tốn game này thiệt tình là cay đắng lắm luôn ấy. Rồi, anh em chúng ta tiếp tục đi thu hoạch nha mọi người để kiếm được thức ăn. Food. Ui chà chà, hình như là không ra được cái trái nào nhỉ. Rồi, mình đang chờ luôn. Và bây giờ anh em chúng ta có thể chiến đấu trong cái chỗ này. Chúng ta 3 viên game lần cái chỗ này nó hơi mắc nè các bạn. Thôi, xào luôn nó đi. Nhìn nó gọi là khó chịu quá chị đâu. Đây đây đây, anh em mình khèo nhẹ cái nha. Ngon lành luôn. Chiến đấu thì quá dễ dàng rồi, nhưng mà anh em chúng ta kẹt cái thời gian thôi. Đây chúng ta còn phải tốn thêm 3 viên nữa. Cái chỗ này thì chắc có lẽ là mình sẽ chờ mấy cái búp đi ha. Mấy cái búp này mà nó mà xong một phát là mình vô mình hốt luôn ấy. Nhưng mà hiện tại thì nên chúng ta vẫn không có đủ búp các bạn ơi. Và bây giờ thì anh em mình sẽ trở lại với cái khu vực để mình xem coi trong đây là đây còn đánh được 2 hiệp nữa nè. Rồi khu vực arena nha mọi người. Wow, khu vực này thì càng lên cao thì đội hình nó sẽ càng khó nha. Ui cha cha, thú vị chưa nè. Lượng sát thương đang được tăng gấp đôi nhưng mà mình không dám xài con này các bạn ơi. Ảo tưởng quá, nó ra nó quýnh mình tắt thở luôn ấy. Ui 193 nghe. Một pha lăn tròn nhẹ nữa đến từ thành viên rồng đá và căng ghê chưa. Rồi bây giờ thì để xem nhân vật thứ hai đến từ tên bạn vẫn là thành viên level 60. Anh em mình thử lượng đam nè. 207 nghe. Ui tên bạn không đủ để cho mình trừ máu luôn cơ. Ghê thiệt. Out of time. Vẫn không đủ các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đưa tên bạn về vùng bình yên luôn ha. Đây, nhân vật này thì là nhân vật kinh công. Và anh em nào mà theo dõi mình thì cũng biết cái nhân vật này từ rất là lâu rồi ha. Một cái sự hậu báo không hề nhẹ. Bạn ấy chiến đấu rất là nhiều trận rồi các bạn ơi. Mình tính là 2700 mấy chục trận rồi đấy. Rất là ghê luôn. Rồi anh em mình ra thu hoạch nhẹ cái để kiếm búp cơ nào. Và dường như là vẫn không có cái nào xuất hiện nữa luôn cơ. Wow, và các bạn ơi, anh em ơi, anh em nào mà có cái orbit của cái bé này thì đừng quên cho mình nha. Mình đang kiếm cái con farm này các bạn ơi. Và đi xin quá chừng luôn mà chưa thấy anh em cho. Đó, anh em nào có đừng quên gửi cho mình với. Và video cũng khá là dài rồi. Hôm nay xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.